Hướng dẫn nhận full tài nguyên trong game Ninja tiến lên. Đầu tiên các bạn vào trinh duyệt bất kỳ. Tìm kiếm trang web trong video. Tiếp theo các bạn tìm game và nạp dữ liệu về máy. Đến đây các bạn tải và khởi động hai ứng dụng bất kỳ trong 30 giây. Lưu ý nếu không thành công có thể đổi qua 4G và làm lại. Đến đây các bạn khởi động hai ứng dụng vừa tải trong 30 giây. Xong tất cả các bạn vào game và nhận phần thưởng. Chúc các bạn thành công. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.